Silic giúp lỗ khí khổng nhỏ lại, tránh mất nước qua lá trong điều kiện nắng nóng. Ngoài ra silic còn làm cho lá cứng đứng thẳng, tránh được bọ trĩ tấn công. Silic có trong lá lúa dẫn xuống rễ, tăng cường carbon trong đất. Trong đất có carbon tức là oxy nhiều thì vi sinh vật phát triển nhiều. Nếu vi sinh vật phát triển nhiều thì chúng ta né được ngộ độc hữu cơ. Thành ra là silic rất là hay. Nè, để anh nói cho chú nghe thêm nè. Silic thì cây lúa nó dẫn được oxy xuống dưới qua rễ, tạo ra một vùng oxy hóa quanh nó. Sắt được kết tủa dưới lớp vỏ màu nâu phủ lên bề mặt của rễ lúa và sau đó ngăn chặn hoặc là làm giảm cái sự hấp thu của sắt hai cộng, chống chịu được phèn sắt. Hai người đừng có quên nha, chitosan cũng là một chất rất là quan trọng. Nó là kích thích hệ kháng bệnh trong cây, giúp cho cây của mình khỏe mạnh. Và khi một cây khỏe mạnh rồi thì ít phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đó nha. Em thấy cái này hay quá, cho nên là cố gắng học cho nó thuộc luôn. Có cái lần mà đi hội thảo á, cũng làm cái bài này tuyên truyền cho bà con. Ui trời ơi, đặt hàng quá trời, sướng ghê. Nè chú yên tâm, tôi sẽ tìm vài sản phẩm như vậy nữa để cho chú tha hồ chú bán. Anh, em thấy cái Cafumic 66 á, cũng hay á. Nó có Fumic nè, nó có acid humic nữa. Đúng rồi. Tại vì humic acid á, được chiết xuất từ than bùn, là kích thích tố sinh học giúp cho phát triển bộ rễ, làm cây hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn và phát triển mạnh. Nè, trong tài liệu nó có ghi nè. Khi mà bộ rễ phát triển khỏe mạnh, chúng sẽ tạo ra ba cái loại acid hữu cơ có lợi là malat, citrat và oxalat. Chúng đóng cái vai trò trung hòa nhôm La bên trong và bên ngoài rễ lúa, giúp cho lúa chống chịu được phèn, chống chịu được phèn nhôm nè, giúp tăng cường quang hợp, giúp cho cây tăng trưởng nhanh và tăng đề kháng của cây với các cái bất lợi của môi trường bên ngoài nha. Humic acid còn dùng để phát triển những cây mà bị còi cọc, ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật hoặc là ngộ độc dinh dưỡng do dư phân hoặc ảnh hưởng xấu từ thời tiết như nào. Như vậy á, cao humic 66 này nó hay thiệt á. Chưa chị, nó còn một chất nữa nè chị. Cái loại nào nữa? Còn thêm cái humic acid, nữa. Đúng rồi, nó cứ hoạt động và tập hợp các vi sinh vật trong đất có lợi cho cây trồng. Đúng rồi. Rồi nó còn tạo phức nè, hòa tan chất dinh dưỡng vô cơ nè, giữ nước, giữ chất dinh dưỡng trong đất để hạn chế nó sẽ giúp hạn chế cái sự rửa trôi từ từ, giúp vận chuyển chất dinh dưỡng hiệu quả, kích thích hấp thu oxy, làm tăng cường hoạt động của hệ tế bào, cây phát triển nhanh hơn, tăng độ ngọt và kháng hạn do hạn chế việc mất nước, phân hủy các chất độc hại, các chất độc gây hại cho cây, giúp cải thiện và qua đó giúp cải thiện tình trạng ngộ độc do mình xài lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật. Rồi ăn miếng cho mát cái miệng. Nói tóm lại đó nha, nói tóm lại là cái cao mít rất là hay. Nó có rất nhiều tính năng, nó chiết xuất từ than bùn và nó có thể là phát triển bộ rễ để ngăn ngừa được phèn, đúng chưa? Rồi nó còn làm gì nữa? Nó giữ nước ha, kháng mặn, rồi giúp cho cây khỏe. Khỏe thì là không có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhiều, đúng không? Đúng rồi. Thật sự là cái sản phẩm này hay lắm, coi nghiên cứu đem về đi ha. Dạ, tăng đề kháng, hấp thu phân bón, còn giải độc cho cây nữa chứ. Nè chú Bình. Dạ. Tôi thấy là chú đi học bằng kỹ sư đi được rồi đó. Ông đã thấy thành thạo kỹ thuật quá ha. Ôi, em học hành gì anh ơi. Giờ lo ráng đi cài, lo cho một vợ hai con cũng chết rồi. Học hành gì nữa. Thì anh Hoàng nói đúng á, cái trán trật trở của mày á, lẽ ra mày phải làm tới bác học lần. Thôi em học gì nữa. Đúng rồi, cái trán này là cái trán ở trên cao nè. Té đào, té đào thôi, em đáng em cài vừa nông dân cho nó chắc. Thôi, mình cứ đi học đi. Mình làm ban ngày, mình đi học ban đêm. Để em cố gắng suy nghĩ coi sao ha. Kỹ sư Bình. Ui, trời ơi trời, tôi kêu bà ngâm giống ít thôi,
bà đổ thêm vô như vậy. Trời ơi, tôi nói là ngâm giống nè, ngâm chị ốc bi vàng nó chết một phần, còn một phần nữa cỏ nó lấn át lên không đất, nên tôi bỏ thêm vô 150kg cho ha. Đâu mà ông nhăn. Trời ơi, khổ ghê. Bây giờ người ta xạ đó thì người ta xạ thưa thôi, xạ từ 100 tới 120kg thôi. Bây giờ bà bỏ thêm vô làm gì? Ông cứ nhăn hoài để tôi qua nhà chị hai tôi mét, ông gặp tôi là ông nhăn mà ông biết tôi là dân Sài Gòn đúng không? Tôi đâu có học về nông nghiệp gì nhiều đâu mà tôi biết. Cứ tôi làm phụ ông là ông về ông nhăn để tôi đi mét chị hai cho chị. Phụ cái gì mà phụ, ở nhà đó tôi nói bà nghe, tôi đã ngâm sẵn rồi. Tự nhiên bây giờ bà bỏ thêm vô. Chán thiệt chứ. Trời, tôi đã nói với ông rồi là tôi sợ ốc bu vàng nữa nên tôi mới bỏ vô. Ốc bu gì mà ốc bu? Thời bây giờ á, người ta ốc bu vàng á là đã có thuốc trị ốc của An Nông rồi. Dài xài nó vừa xài an toàn cho lúa nữa. Đúng không? Bà cứ lo bà bỏ tùm lum tà la vô làm chi? Thì bây giờ ông nói tôi mới biết. Thấy không? Bây giờ ông có thuốc chưa? Có thuốc nhà chưa? Hay là tôi đi mua thuốc gì à? Để sẵn xạ rồi rải luôn cho nó trị ốc luôn nè. Vậy bà đi mua phải không? Đúng. Mà nghe nè, cái này á là xài chỉ có 5kg cho 1 hectare thôi. Ừ. Thì nhà mình coi 10 hectare là khoảng 50kg. Ừ. Mua 50kg thôi nha, đừng có mua dư á. Đúng rồi, ông á thì mua thuốc thì mua đúng. Mà mua bia phải mua dư cho ông đó nhâm nhi đúng không? Bà suốt ngày cứ làm càng nè, cầm tài liệu đọc đi, đừng có mua dư. Thứ nhất, bà qua bà đi mua đúng 50kg thôi. Thứ hai á, là thí dụ có mua bia á, thì mua 2 thùng. Một thùng á, để mà chiều nay tôi qua nhà anh hai tôi lai rai, còn thùng để nhà cho tôi. Ông ha, suốt ngày ông lai rai với anh hai. Rồi bà chị hai á, bà thấy á, là bà lấy chổi bà quét ông chạy không kịp, ông đừng có trách nha. Mệt quá, bà đi mua đi bà ơi. Bà nhớ nha, đi mua xong rồi là về bà ơi. Đừng có móng tay móng chân rồi này kia bỏ tôi nhà chết đói á. Còn vụ này để tôi xử lý. Tôi mệt ông quá, chưa đi đã là chưa về. Một đống vô đây à. Đi đi. Chán thiệt. Chú Tư ơi. Ủa, vậy Đạt. Ui da, trời ơi. Vậy đây vậy. Chị đâu xuống đây vậy? Xuống kiếm cô Thu với lại chú để dắt cho chị đi mua ruộng với này. Mua ruộng hả? Mua ruộng đất gì vậy? Trời ơi, mua ruộng cũng tốt. Nếu chị muốn mua thì để em nhớ coi. Hình như bên ấp kế bên có người bán 20 mẫu, cũng rẻ lắm chị. Trời, 20 mẫu sao chị làm nổi? Đi xa quá rồi, giờ chị muốn về nhà, về quê hương mình nè. Mua đất về trồng cấy rồi. Chị cứ lo, có gì đâu làm không nổi. 20 mẫu nói thì nghe nhiều thôi. Chứ bây giờ là khi chị mua ruộng xong hết đúng không? Là bắt đầu chị hùng với hợp tác xã thắng lợi tụi em. Thì khi chị giao qua hợp tác xã đó là bên tụi em có đội ngũ kỹ sư tư vấn làm tất cả mọi thứ luôn. Là trên 1-2 như vậy nó sẽ cho mình khoảng 7-8 tấn. Mà gạo đó là gạo xuất khẩu luôn nha chị. Rồi sau đó mình đưa cung ứng cho công ty chịu nhiệm xuất khẩu cho mình luôn. Có phải làm gì đâu. Mình chỉ là quản lý thôi. Thôi bây giờ như vậy đi. Để em vô em uống miếng nước. Xong rồi em lấy xe em chở chị đi qua bên hợp tác xã. Đúng chị rồi. Thu ăn bên đó. Đúng rồi. Vậy chị với em qua bên bển tìm Thu đi. Sáng giờ chị lại buồn đó. Cái chừng nó quải hết trơn rồi. Trời ơi, vậy sao mốt đi làm ruộng trời. Trời ơi, em đừng giỡn hoài. Chị đã từng là người cấy giỏi nhất xã nha. Từ từ làm chị sẽ quen thôi à. Nghe, đi. Nghe chị nói em nhớ hồi xưa. Chị hai chị kể là hồi nhỏ đi chung chị mà làm ruộng bị đĩa đeo trời ơi. Ôi, chị cũng sợ đĩa dữ lắm á. Đi chung. Đây. Thôi vô nhà uống miếng nước đi chị. Rồi em lấy cho em dẫn chị đi.